Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là địa phận của xã Đá Bạc. Từ đây là cách cái đường tỉnh lộ 765 nó khoảng 60 mét, quý vị nhé, rất gần, đi ô tô được. Đó. Giới thiệu quý vị một lô đất này là 466 này. 466 đang chào bán là 6 tỷ quý vị ạ. Đất trồng cây quý vị nhé, đất trồng cây 6 tỷ, 466. Đó. Đất đai, cái lô đất này thì tương đối vuông vức quý vị ạ, rất vuông vức. Đây toàn bộ đây, người ta đã cày lên đây rồi. Đó. 466. Đây. Đến chỗ con chó trên kia. Còn từ chỗ vị trí này thì rất gần với lại khu công nghiệp Đá Bạc quý vị nhé. Ngay khu công nghiệp Đá Bạc luôn. Đây, tỉnh lộ 765 kia. Đây này. Đó. Trên đường đó là tỉnh lộ 765 ấy, ô tô đổ. À. Còn đây giới thiệu quý vị một lô đất đây là 7 sao. Đối diện luôn. Lô này là 4 sao 6. Lô này 7 sao thì đang chào 8 tỷ rưỡi. 7 sao thì đang trồng cao su. À. Hay nó có hai mặt tiền, mặt tiền này. Đây. À, đất đây là chưa lên thổ cư được quý vị nhé. Chưa lên. Đất trồng cây thôi. Nhưng mà khu dân cư, ở được cây dân cư ở đâu? Đi. Đó, anh nói được, nếu thổ cư được thì giữ mình không bán dán này. Sao mà vẫn lên được hết á, có tháng nữa. Hiện tại bây giờ có tỷ tính ra là có 1 tỷ mấy 1 sào. 1 tỷ mấy 1 sào. 8 tỷ rưỡi. Bao nhiêu? 2 tỷ 4 tỷ rưỡi. 100 mét thổ cư. 2 sào. 1 tỷ rưỡi. Có đường sẵn không? Nó làm rồi, bây giờ nó có sổ rồi. Dạ. Đây, toàn bộ của mình là vườn cao su ấy đúng không? Rồi. Là 7 sao quý vị nhé. Đất này rất là màu mỡ đây. Vậy hả? Cái này nó hai đầu hai mặt tiền. Rồi, đây thì mình đi ra mặt tiền phía trước rồi quý vị này. Toàn bộ là cây cao su rất là đẹp. Đây đường, đây đây đường to luôn quý vị nhá, đẹp luôn ạ. Đó, đây cách đường, từ đây cách đường ra tỉnh lộ 765 chỉ có khoảng 50 mét thôi, rất gần quý vị ạ. Ồ, mảnh này đẹp đấy chị nhờ. Mặt tiền, hai đầu hai mặt tiền luôn quý vị ạ. Hai đầu hai mặt tiền là 7 sao. 7 sao. 8 tỷ rưỡi. 8 tỷ rưỡi quý vị ạ. Đó. Này tôi, chúng tôi có quay flycam lên để cho quý vị thấy cả hai lô luôn nhá. Thì đấy, sơ bộ quý vị biết lô đất ở đây. Ngay cổng khu công nghiệp Đá Bạc luôn. Ngay tỉnh lộ 765. Đó. Vâng. Đây để mình chạy ra kia tí ta. Đây này, quý vị thấy là xe nó chạy ngang qua này. Là tỉnh lộ 765 đó. Đó. Rồi, tôi không cần phải ra nữa. Đấy, đi rẽ tay trái là ra khu nghiệp Đá Bạc và tay phải là đi về Long Tân đó quý vị. Rồi, sơ bộ cho quý vị lô đất như vậy nhé. Quý vị nào quan tâm đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại ở bên dưới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.